Ở Mỹ về có gì vui? Tất nhiên là vui rồi. Vậy là tôi phải đi ăn bún mắm thịt heo bánh tráng nè. Nhưng mà cái này là do má tôi làm nghe. Đó, phải rửa ra sống rồi mới ăn chứ. Ăn đón sạch sẽ cho mọi người. Ra sống để nhớp ra ăn được. Mà ra sống này ra sống quê nghe. Đó, bây giờ là cháo mắm cá nè. Mắm cá này là em tưởng lòm á. Thịt heo quê nghe. Đậu phụng là tự ron nè. Còn bún á là bún má tôi lòm luôn. Nhờ lòm bún mà. Cho nên á là ăn bún quê phải nói là tuyệt vời luôn. Bây giờ tôi sẽ cho mọi người cua cái tô bún mắm thành phẩm này đó. Chả nước miếng, chả nước miếng. Trời ơi, mái thoáng rồi mới được ăn mắm cá đó. Đó, trộn lên là ăn thôi. Không có gì. Sầu riêng à? Không phải không ạ? Có bò hộp nữa à? Hả? Có hơi hộp sầu riêng với lại một sô-cô-la với lại một dừa. Nói thử. Ăn cái chi đó còn đĩa cái sầu riêng là đĩa sầu riêng là cho cái xíu. Xíu nó sầu riêng lắm. Nói thiệt là bên Mỹ không thiếu cái chi hết trơn á. Hắn chỉ thiếu cái là không có cái vị quê hương thôi. Cho mắm cá cũng có, bún cũng có. Nhưng mà không phở bún tươi như mình. Ăn không ngon. Thành ra là chỉ mong ước được về nhà ăn xí đi thôi á. Mà để kể cho nghe cái này nữa vui lắm. Mới về Việt Nam chưa có quen múi giờ. Cho nên cứ ăn trưa sang cái là cả nhà bắt đầu sụp mí rồi. Cứ ngủ miết tới cỡ nửa đêm dậy một hơi giờ chi đó. Cái dậy cái giờ nó đâu biết lộn chi đâu. Hòn xóm ơi cũng tát điện ngủ hết á. Cái còn mình nhờ mình đó dậy đuối bụng quá cái hơi giờ xuống do gỗ nấu cơm men. Cái rồi ăn sang cái lên cua tivi hoạt hình. Nói chứ. Còn nhỏ mà bà đẹp lệch múi giờ không ngủ được. Nửa đêm gờ gái dậy cua tivi, đu bụng quá cái lùm tôi yến mạch sang lên chơi tiếp tới 4-5 giờ sáng. Tôi ngủ không được cho nên là sáng dậy cái tranh thủ đi ra tiệm gội đầu massage cho nó thỏa mới nè. Đó, thích nhất là này đây. Có 50.000 mà được massage cổ vơ gái, massage đào đồ nữa. Sướng chi mận sướng, đơn lùng cái cổ cái kia chị. Sáng nay em thấy cái mặt chị cũng già lắm á, thôi để em tải da chết cho chị thì để em cò bớt ra cho ông mãn. Thôi cái mặt chị đây chị đưa cho em ưng lượm cho em lượm luôn đi. Miễn em lượm ra mà cho do chuyển đẹp ra là được. Bạn con mắt nghiệp vụ của em á thì em thấy do chị có rất là nhiều vết cắt. Sau 0.05 mm, giờ khoảng 1 cm. Thì em đoán đây là dấu vết của một bàn tay từ độ tuổi 1 đến 2 tuổi. Thì bây giờ em chọn cho chị cái phương pháp đó là đãi serum vào da mặt. Sau đó là đắp mặt nạ để cho giữ ẩm. Tiếp theo em sẽ dùng máy massage hơ đào nóng lạnh để đãi sâu tinh chất vào da, giúp cho da chị tráng sáng và mờ vít thâm. Rồi bây giờ em chờ sơ cho chị quần nữa là chị có thể đi về được rồi. Chào tất cả mọi người, buổi sáng. Buổi sáng về Việt Nam rất là sướng. Xách cái xe đi dạo vàng vàng cái có đồ ăn sáng rồi. Ở bên Mỹ mấy cái nhà hàng đó là từ họ mở mất mở cửa từ 10 giờ đến 11 giờ mới mở cửa. Cho nên buổi sáng ở bên đó là toàn là tự ăn ở nhà thôi chứ không có đồ ăn được. Về Việt Nam là sướng. Đi vòng vòng tìm mua đồ ăn. Bây giờ Vi sẽ quay cho mọi người coi. Lâu ngày quá.
Dạ. Dạ. Đây là bún bò deep noodle. Sẽ làm sẵn nhớ mà tháng tới năm rồi mình luôn kịp mò bên đây có một mình chị bán đó hả? Giá khách rồi nè. Thôi, bốn cho bé đi hạt. Yeah. Lần nhiều xíu. Đây là để cái em giá. Đó chị. Giá. 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 Đó. Chị đâu chẳng biết em này. À dạ dạ. Chị em biết. Dạ. Here in Vietnam in the morning, we go out to get breakfast because we have many places to sell like mì quảng, noodle, phở, everything. Very easy to get breakfast on street. Like over there, you can see mì quảng. Here, phở, bún bò. Here, mì quảng, phở. Không bỏ màu này. Dạ. Trời, có một mình rồi xí rửa chán vậy? Dòng lắm. Ôi trời. Từ đi cho xí nó bắt hết lắm. Tự làm dòng thấy cái chị bật nước xong. Vậy làm nhanh lắm. Vậy làm xí xí à. Thôi thì em ra em rửa cho. Ông ơi, chị bớt giận không ơi. Vậy mình nói cho bác vô hạt, tô hạt thì được đủ, chị chả ông nấu. Mới vô mua con đồ bún, bên đi bó é lắm em. Như thế họ rửa chén cái bữa trả bao nhiêu? 150-200. Thôi mình đã tận những kỹ. Rửa một xí túi mình ngủ, ngủ sớm. Mình xin xin ra rửa chén mà cô này cũng không nhận. Chị này chị không nhận. Chế. Một buổi là 150-200 nghìn. Đoàn thiếu người dọn dẹp rửa chén này, khách đi rồi mà chưa có dọn được nè. Đó. Xin vô làm chân rửa chén mà không cho. Để hút gương, chết quá. Quá vui quá, tuyệt vời luôn á. Hả? Mấy người ta là thích cái giấc. Dạ. Nhỏ con, người ta không nhận. Nhìn vô quán chị mới thấy em nhỏ còn nghiền đá đuối rồi nó chứ. Dạ. Chào. Em không có, em tiền đâu, đá đá. 2 tô bún 75 nghìn. 75,000. About $3 for 2 breakfast. Very cheap in Vietnam. Đây là tiệm bán mì quảng Đại Lộc này, rất là ngon. Trời ơi, chỉ việc đổ ra tô là ăn thôi.